Xin chào quý vị khán giả, chúng tôi rất vinh dự được gặp lại quý vị khán giả trong chương trình ngày hôm nay. Bản tin cập nhật những tin tức nóng nhất, mới nhất về tình hình bão lũ trong nước cũng như quốc tế. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin ngày hôm nay. Thảm họa lũ quét liên tục ở Trung Quốc ảnh hưởng hàng triệu cư dân, có thể kéo dài đến hết mùa hè. Mới đây, một cán bộ thủy lợi Trung Quốc đã tiết lộ Đập Tam Hiệp thực hiện đợt xả lũ có lệnh truyền mật cho nhân viên. Hy vọng phương tiện truyền thông có lương tâm trong và ngoài nước sẽ chú ý đến con đập Tam Hiệp vì tình hình hiện tại đang ngàn cân treo sợi tóc. Lưu vực sông Dương Tử của Trung Quốc tiếp tục có mưa lớn khiến hạ lưu vẫn gặp lũ lụt. Tuy nhiên, thông tin của đập Tam Hiệp đã bất ngờ dừng lại vào tối ngày hôm qua, mùng 3 tháng 7 năm 2023 và chỉ trở lại bình thường vào sáng ngày hôm nay mùng 4 tháng 7 năm 2023. Một nhân viên kiểm soát lũ lụt tiền tuyến đã chia sẻ thông tin với phương tiện truyền thông bên ngoài rằng đập Tam Hiệp đã thực hiện một siêu xả lũ. Theo tờ South Morning Post cũng công bố hình ảnh cho thấy đập Tam Hiệp bắt đầu xả lũ vào cuối tháng 5, nhưng kênh chính thức của Trung Quốc cho đến ngày hôm qua mới đăng tin hồ chứa đập Tam Hiệp xả nước lần đầu tiên trong năm nay là vào cuối tháng 5 với lưu lượng là 35.000 m3 trên dây, làm giảm bớt 30% lượng nước đổ về đập Tam Hiệp. Theo báo cáo từ cấp cao, một nhân viên kiểm soát lũ tuyến đầu của Trung Quốc gần đây đã cho biết tình hình lũ lụt sông Dương Tử là hết sức khẩn cấp, nhưng các quan chức cấp cao của chính phủ đã đưa ra một lệnh tuyệt mật được ghi nhận rằng không được đưa bất cứ thông tin gì về lũ lụt, tất cả các đồng chí đều phải được biết yêu cầu này. Sau này, trong việc phòng chống lũ lụt, nếu phát sinh việc xử lý các tình huống nguy hiểm và phân tích tình trạng mưa lũ trong các kiểm soát, lũ phải được xem xét và phê duyệt bởi Bộ Chỉ huy Phòng chống lũ lụt thành phố mà không được tự tiện công bố thông tin ra bên ngoài và không được cho phép. Theo tờ South Morning Post, ông Kim Minh tiết lộ rằng đập Tam Hiệp thật sự đã trải qua một đợt xả lũ và các quan chức coi như đã hy sinh tính toán lực để bảo vệ con đập Tam Hiệp. Tôi dự đoán rằng chính phủ sẽ không ngần ngại làm ngập một số thành phố, khu vực nông thôn để bảo vệ các con đập ở Vũ Hán cùng các dự án trọng điểm hoặc chủ chốt của thành phố. Đối với việc vì sao lại đột ngột đình chỉ việc thông báo các thông tin về mực nước vào ngày hôm qua, tôi nghĩ rằng nó có liên quan đến việc xả lũ trong 2 ngày này, bởi vì chính quyền đã đưa ra dự đoán rằng một trận lụt lớn sẽ tới Vũ Hán trong những ngày tháng này. Theo thông báo của cơ quan tỉnh Giang Tô, tình hình lũ lụt sông Dương Tử hiện rất nghiêm trọng. Lưu lượng của sông Dương Tử vượt quá 80.000 mét khối trên giây. Kế hoạch thăm thực địa của nhân viên trong dự án đã phải lùi lại. Xác thực đã lùi lại việc chuẩn bị công tác, Sở Tài nguyên nước sẽ rời lại ngày kiểm tra của tổ công tác tại hiện trường. Ông Kim lo lắng nói rằng vì trận lũ lụt nghiêm trọng của đập Tam Hiệp, các quan chức đã che giấu sự thật. Ông hy vọng rằng các phương tiện truyền thông có lương tâm trong và ngoài nước sẽ chú ý đến tình hình lũ lụt của Tam Hiệp. Bạn có thể nói rằng lũ lụt trong năm nay xảy ra trên sông Dương Tử là do nhân tạo. Chuyên gia thủy lợi Vương Duy Lạc đã từng chỉ ra tất cả những thứ như mực nước, lưu lượng, hết thảy đều về đập chứa Tam Hiệp, đều do bên trong hệ thống điều hành. Như việc nước đập Tam Hiệp chảy vào Hồ Bà Dương đều là do nhân viên Tam Hiệp điều hành. Ông cho rằng lũ lụt nằm dưới sự kiểm soát nhân tạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc chứ không chỉ đơn thuần là do thiên tai. Tiến sĩ Hoàng Quan Hồng cho rằng những ai khởi xướng xây dựng đập Tam Hiệp cần phải bị lên án bởi chính là những người gieo rắc thảm họa của ngày hôm nay. 28 tỉnh và thành phố của Trung Quốc gần đây liên tục hứng chịu mưa lớn trong thời gian dài. Lũ lụt lan rộng, đập Tam Hiệp hoàn toàn lực xả lũ làm nghiêm trọng thêm thảm cảnh lũ lụt ở lưu vực sông Dương Tử. Mới đây, truyền thông Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bất ngờ đăng một bài báo nói rằng đập Tam Hiệp đã làm hết sức trong trận lũ này. Nó cũng đã hoàn toàn bất lực. Điều này không có gì việc đưa ra phán quyết tử hình đối với con đập. Tiến sĩ Hoàng Quan Hồng, con trai của ông Hoàng Vạn Lý, chuyên gia thủy lợi nổi tiếng của Trung Quốc, bày tỏ năm xưa khi khởi công xây dựng đập Tam Hiệp, nhóm người của cha ông đã biết trước sẽ có thảm họa như ngày hôm nay. Truyền thông Trung Quốc xin lỗi về đập Tam Hiệp đã làm hết sức. Trang sisu.net Trung Quốc đã đưa tin về tình hình lũ lụt ở khu vực đập Tam Hiệp. Đập Tam Hiệp đã cố gắng hết sức, xin vui lòng ngừng lên án nó. Mạng xã hội Trung Quốc cũng có bài xin lỗi đập Tam Hiệp đã làm hết sức. Nội dung bài về cơ bản giống nhau. Điều này chỉ ra rằng tình cảnh đập Tam Hiệp lần này quá khó khăn, bất lực. Có tới 52 con sông ở 8 tỉnh trong cảnh lũ lụt trên mức báo động. Năm nay, người dân Hồ Bắc thật sự khó khăn, kính thưa quý vị. Trước những diễn biến phức tạp của thời tiết tại Trung Quốc, nhiều người dân lâm vào tình cảnh ly bi đát, đau khổ hơn trong cuộc chiến với thảm họa thiên nhiên. Họ chỉ một mình đương đầu. Mới đây, hàng triệu dân Trung Quốc cầu cứu quốc tế khi lũ lụt ngày càng tồi tệ và hàng loạt đê bao tiếp tục vỡ tung, nhưng chính quyền lại lặn mất tăm mất dạng. Trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại với tờ Reuters, người dân ở các tỉnh lũ lụt
Sơn Đông, Tứ Xuyên, Quý Châu, Phúc Kiến đã nói rằng quê nhà của họ gần 3 ngày nay hoàn toàn bị nước nhấn chìm sau khi chính quyền xả lũ nước tại các con sông hoặc do vỡ đê. Mặc dù vậy, chính quyền không hề có phương án hỗ trợ người dân thích hợp, người dân cho biết. Ngoài ra, việc không gia cố bờ kè và để mặc đê vỡ một cách tự nhiên hoặc bằng cách phá vỡ đê thủ công, họ để mặc nước lũ từ sông Trường Giang tràn qua đê. Ngày hôm đó, hơn 200.000 người dân phải rời khỏi nhà của mình. Ông Trương nói, hầu hết trong số họ không có nơi nào để đi và hiện đang chờ đợi nỗ lực giảm bớt tại các nhà tạm trú. Ông Trương cho biết, các nhà tạm trú thiếu mọi thứ, nước uống, nhang đuổi muỗi, côn trùng, áo mưa, đèn pin và lều. Chính quyền Trung Quốc thậm chí không cung cấp cho dân làng đủ thực phẩm. Nếu tình hình mưa lớn kéo dài như hiện nay, phải làm sao để dân làng chúng tôi có thể vượt qua đợt lũ kinh hoàng ở nơi đây? Nhiều người dân lo lắng rằng tài sản của họ sẽ bị lũ cuốn trôi. Cũng theo tờ Epoch Times, làng Hudong và hàng chục ngôi làng khác trong huyện đã bị nước lũ nhấn chìm vào tối ngày hôm qua sau nhiều lần vỡ đê. Lũ lụt hiện vẫn chưa rút khỏi khu vực này, ngập lụt ở khắp nơi. Chúng tôi không thể đi ra ngoài và chúng tôi thật sự rất cần thực phẩm. Dân giải thích nước lũ dâng cao cho đến tận tầng 2 của làng Dihun. Buôn ông là cư dân sống tại làng Diko, cách làng Dihun khoảng 15 dặm. Ông Mai và người dân làng mình cũng bị mắc kẹt trong tình trạng tương tự. Ông Mai nói, ở làng tôi rất nhiều người bị mất nhà, nước lũ vẫn đang dâng cao, còn chính quyền thì đang xả lũ từ hồ nước gần đó. So với mực nước trên cánh đồng, nước sông Chiết Giang cao hơn gần 1 mét, tạo thành dòng sông chảy xiết qua đoạn đê vỡ vô cùng nguy hiểm. Do đó, sau nhiều giờ các lực lượng nỗ lực, việc phá đê vẫn không thành. Nước lũ đã đạt đỉnh ở thành phố Hàng Châu, thủ phủ tỉnh Chiết Giang vào lúc 11 giờ đêm ngày hôm qua. Nhưng chính quyền thành phố Chiết Giang không thông báo. Đến sáng ngày hôm nay, mùng 4 tháng 7 năm 2023, một người dân tại làng Chu Chu thuộc Giang Tô đã gửi một video cho đài Epoch Times. Trong đó, ông nói rằng tất cả dân làng đã buộc phải sơ tán vào lúc 5 giờ sáng vì chính quyền sẽ xả nước từ sông Trường Giang vào khu vực làng của ông. Trong một đoạn phát sóng đài truyền hình Trung Quốc CCTV hôm qua, ông Chen Jia, phó kỹ sư trưởng của Ủy ban Thủy lợi sông Trường Giang của Bộ Thủy lợi cho biết, khúc sông Trường Giang đi qua tỉnh Phúc Kiến có thể đạt mức nguy hiểm trong vài ngày tới. Không chỉ các tỉnh trên chịu ảnh hưởng mà các thành phố khác ở hạ lưu đập Tam Hiệp cũng phải oằn mình hứng chịu thiên tai. Thành phố Nam Kinh thuộc tỉnh Giang Tô ở miền đông Trung Quốc báo cáo rằng mực nước tại địa phương của sông Trường Giang cao hơn 133,112 cm so với mức báo động. Trang web chính thức của chính quyền Vũ Hán là chang.net đưa tin vào sáng nay rằng ngập lụt ở sông Trường Giang sẽ dẫn đến tình trạng hai đỉnh lũ liên tiếp, có nghĩa là một đỉnh lũ mới sẽ đến trước khi đỉnh lũ cũ đi qua. Tiến sĩ Hoàng Quân Hồng, con trai của nhà thủy văn học nổi tiếng Hoàng Vạn Lý, nói với Reuters rằng nếu đập Tam Hiệp không xả nước, thành phố Trùng Khánh ở thượng nguồn sẽ bị nhấn chìm. Nếu đập Tam Hiệp xả nước ở Chiết Giang, ở hạ lưu sẽ bị ngập. Tình huống sau chính là tình hình hiện tại, không chỉ ở Chiết Giang mà các thành phố khác ở hạ lưu đập Tam Hiệp cũng phải oằn mình hứng chịu thiên tai. Thành phố Nam Kinh thuộc tỉnh Giang Tô ở miền đông Trung Quốc báo cáo rằng mực nước tại địa phương con sông Trường Giang cao hơn 133,112 cm so với mức báo động. Theo hãng tin Reuters đưa tin, lũ lụt do mưa lớn đã ảnh hưởng ít nhất 27 trên 31 tỉnh và các vùng của Trung Quốc vào sáng ngày hôm nay. Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung ương Trung Quốc đã cảnh báo rằng lưu lượng sông Chiết Giang sẽ còn hứng chịu mưa lớn trong vòng những ngày tới. Trung tâm này ước tính rằng tổng lượng mưa ở phía nam lưu lượng sông Chiết Giang của Trung Quốc trong 2 ngày tới sẽ đạt khoảng 100mm đến 180mm. Ở một số khu vực lượng nước có thể lên đến 300mm. Trung tâm cũng cảnh báo rằng các khu vực phía Bắc Trung Quốc như Tây Tạng, Tân Cương, Thanh Hải, Cam Túc, Nội Mông, Bắc Kinh, Thiên Tân, Liêu Ninh, Hắc Long Giang sẽ có mưa lớn vào 3 ngày tới. Trong cuộc họp báo tại Bắc Kinh ngày hôm qua, Thứ trưởng Bộ Thủy lợi Trung Quốc Diệp Kiến Xuân nói rằng sông Hoàng Hà, sông Hải Hà và sông Tùng Hoa ở miền Bắc Trung Quốc sẽ phải đối mặt với lũ lụt trong những tháng tới. Trong khi người dân ở khu vực này thiếu kinh nghiệm đối phó với thảm họa lũ lụt, ông Diệp nói, chúng ta nên chú ý hơn đến miền Bắc Trung Quốc. Thứ trưởng Diệp giải thích, lượng mưa ở lưu vực sông Trường Giang và Thái Hồ mùa hè này sẽ cao gấp 1,5 đến 2,6 lần lượng mưa trong những năm trước. Chính quyền cần sơ tán người dân bị ảnh hưởng từ trước. Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại với Epoch Times, người dân ở các tỉnh ngập lụt như An Huy, Hồ Bắc, Giang Tây đã nói rằng ngôi làng của họ gần như hoàn toàn bị nhấn chìm trong biển nước. Sau khi chính quyền xả lũ tại các con sông, hồ và kè chắn lũ lụt vẫn gặp vấn đề. Mặc dù chính quyền không hề có phương án hỗ trợ người dân thích hợp, người dân cho biết trước tình trạng tồi tệ mưa lũ, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã đưa ra cảnh báo trên tài khoản Weibo chính thức thể hiện sự lo lắng về khả năng lây lan dịch bệnh
truyền nhiễm sau trận lũ. WHO kêu gọi các nạn nhân lũ lụt uống nước đun sôi hoặc nước được khử trùng bằng clo. Ngoài ra, họ không nên ăn thực phẩm lấy được từ trong nước lũ. Tổ chức này khuyên không nên sử dụng quần áo hoặc các vật liệu khác ngâm trong nước lũ. Nếu chúng ta được giặt bằng thuốc tẩy thiên tai thì sẽ ứng phó và biện pháp tốt nhất chính là phòng ngừa, giảm thiểu thiên tai. Rừng luôn là lá chắn tốt nhất trước gió bão, ngăn sạt lở đất, chặn dòng nước sông. Nhưng lá chắn tự nhiên này tại nhiều tỉnh thành trong thời gian qua đã bị tàn phá không thương tiếc. Bản tin của chúng tôi hôm nay đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo. Bản tin của chúng tôi hôm nay đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo. Nếu quý vị thấy hay, hãy nhấn like, share và nhấn chuông thông báo để cập nhật những tin mới nhất của chúng tôi trong những chương trình tiếp theo. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị.